nghĩa là cái chức năng subtotal này nghĩa là chúng ta tổng hợp theo nhóm. Nghĩa là ví dụ như bây giờ thầy muốn là tính tổng thu nhập theo chức vụ. Thầy muốn làm như vậy á, thì bước một mọi người ghi nhé, bước một mình sẽ sắp xếp theo chức vụ trước, mình sẽ chọn. Hôm trước này đã chỉ cách chọn nhanh này đúng không? Thôi bây giờ mình này chọn bằng cái con chuột này đi. Rồi, nghĩa là mình muốn sắp xếp thì sao ha? Mình vào đâu? Data đúng không? Đúng không? Mình chọn cái này. Nghĩa là muốn thực hiện chức năng mà tính tổng theo nhóm đó thì mình sẽ sắp xếp trước. Đó, mình sẽ chọn theo chức vụ. Nghĩa là mình muốn tính tổng thu nhập theo chức vụ mà. Mình thậm chí mình muốn tính tổng theo nhiều thứ cũng được. Rồi, ok. Thì mọi người thấy ở đây nó sắp xếp theo chức vụ rồi đúng không? Thấy chưa? Rồi bây giờ mình muốn như vậy á, thì mình lại chọn nguyên cái khối này luôn. Mình thấy là những hơi giật giật hay sao? Rồi ở đây chúng ta vào trong một data nè. Chúng ta tìm cái chữ subtotal ở đây. Thấy chưa? Thì chúng ta bấm một cái. Chúng ta để ý nè, ở trên cái thứ mà SX training này nè, nghĩa là chúng ta sẽ chọn cái chức vụ, nghĩa là tính tổng theo chức vụ, nghĩa là phải sắp xếp chức vụ trước mới làm thao tác này. Chúng ta muốn đếm có bao nhiêu chức vụ thì chúng ta dùng cái count. Chúng ta muốn tính tổng thì chúng ta dùng là sum. Thì ở đây chúng ta muốn tính tổng cái gì? Chúng ta muốn tính tổng thu nhập đúng không? Ok xong. Nha, bước đầu tiên mình làm gì? Sắp xếp nha. Bước thứ hai là mình sẽ vào trong cái mình sẽ chọn. Rồi mọi người coi nè. Thấy không? Thấy tự động tính tổng thu nhập theo chức vụ từng cái này cho mình không? Và là làm như vậy mới mốt mà mình người ta kêu mình tính tổng theo từng nhóm. Thấy nhanh không? Lưu ý như vậy. Thật ra mình làm xong cái này cái mình xếp về cái hơn làm việc tiếp đi. Bỏ này đi. Cái này bỏ này đi, không phải là xóa đâu nha, không phải delete đâu nha. Mình sẽ vào trong data rồi subtotal. Ok cái quay remove all, nghĩa là hủy đi làm tiếp đó, thấy trở lại bình thường chưa? Và là mấy mốt mà mình người ta cần tính tổng theo nhóm, mình làm rất là nhanh. Thì thường thường chúng ta hay làm báo cáo đó, chúng ta hay tính tổng theo nhóm để xét dễ nhìn hơn đúng không? Chúng ta lưu ý cái đó. Rồi, thầy muốn chỉ thêm một cái này nữa. Cái này là hơi nâng cao một chút nha. Nghĩa là tổng hợp dữ liệu của nhiều sheet. Ví dụ như ở đây chúng ta có, bây giờ thầy muốn copy cái này thêm một sheet nữa giống như lúc như vậy sao? Còn nhớ nhấn chuột phải vào đây chọn di chuyển hoặc copy nhớ này không? Những ai hôm trước có đi học á. Thực tế mình hay làm cái này lắm nha. Ok, ví dụ như ở đây nó là lương tháng 1, mình đây chính là lương tháng 2. Lương tháng 2 nha, thì ví dụ nha. Lương 02 đi. Rồi, bây giờ hay thêm một sheet nữa. Giả sử đây là tổng hợp. Người ta kêu bây giờ là hãy tính tổng lương theo chức vụ, nhóm theo chức vụ, nhưng mà sang một của 3, của 2 tháng luôn. Ở đấy là từ trong một sheet thôi đúng không? Trong một tháng thôi đúng không? Nhưng mà giả sử chúng ta có 12 tháng, hoặc là giả sử có 30 ngày chẳng hạn, hoặc là giả sử mỗi ngày chúng ta nhập lương từng người hay là chấm công, bây giờ tính tổng gộp lại trong vòng 30 ngày của tất cả. Nếu mà chúng ta không biết cái đó, chúng ta phải ngồi chúng ta tính, xong chúng ta cộng xuống dưới đây, xong cộng dưới đây, xong đó, sau đó chúng ta mới cộng tính tổng vô cái này đúng không? Lưu ý muốn làm được cái việc đó thì cái cột mà muốn tính tổng theo nhóm á, thậm chí chúng ta có thể tính tổng theo tên người luôn cũng được đúng không nha. Muốn nghĩa là cái cột mà muốn tính tổng theo cái nhóm này nè thì nó phải nằm trước cái cột mà cần tính tổng, nếu làm sau không làm được đâu nha. Rồi bây giờ mình muốn tính tổng theo giả sử thầy ví dụ là tên đi ha, mà thấy tên trùng không đó. Rồi bây giờ đầu tiên nè, mình để con chọn ở bên, lưu ý muốn tính tổng ha, nhiều sheet luôn ha. Mình để con chọn ở bên cái sheet mới, để con chọn ở bên sheet mới nha, nhớ nha. Mình sẽ vào trong data, cái này phần nâng cao. Mọi người nhìn cái hình này thấy hình này không?
Thấy cái hình này hiểu ý không? Nghe không? Có nhiều ship hàng một á, nó gọi là consolidated. Đây là phần nâng cao của sale nha. Cái này là môn trong môn tin học ứng dụng trong kinh doanh đó. Này mới chỉ cái này. Rồi bấm vào đây một cái thì vùng dữ liệu đầu tiên, thậm chí chúng ta có thể tính tổng theo nhiều file Excel luôn đó. Chúng ta bảo một lúc nhiều file Excel, chúng ta gộp một lúc nhiều file Excel thành một file luôn đó ha. Rồi chúng ta chọn cái thứ nhất. Mọi người lưu ý nè, ví dụ như nếu mà mình tính tổng theo họ tên thì mình chọn từ họ tên trở đi. Còn nếu mà muốn tính tổng từ chức vụ thì mình sẽ chọn từ chức vụ trở đi. Nghĩa là tính tổng theo cái gì thì mình chọn từ cái cột đó trở đi nha. Nhớ nha. Rồi ví dụ như thầy nãy nói là tính tổng theo họ tên đúng không? Hãy chọn họ tên, hãy chọn tới cái giả sử tới cái phần thu nhập thì thôi. Cái thứ nhất nha, hãy bấm S, bấm S. Rồi tiếp theo hãy chọn cái sheet thứ hai. Mọi người thấy tự động nó hiện nằm sheet thứ hai lên cho mình nhé. Vừa bấm qua sheet thứ hai thì ông chọn này cho mình luôn theo. Thấy chỗ này không? Bấm ngay đây nè, bấm ngay đây nè. Rồi bấm S, S là thêm đúng không? Thì mọi người thấy đây có hai sheet không? Thấy chưa? Rồi lưu ý mình muốn có cái dòng tiêu đề, nghĩa là dòng bên trái theo tên á, thì mình chọn column, muốn dòng ở phía trên. Rồi chức năng là tính tổng. Rồi mọi người thấy đây là tính tổng hết cho mình theo từng người nè, thấy không? Nè thấy nhóm cho mình luôn, thấy không? Thấy chưa? Ý là hồi nãy thầy nói đang tính tên đúng không? Nè tổng tiền cơm nè, tổng thu nhập của người này, thấy gọn gọn này không? Nhanh không? Thấy không? Còn nếu mà chúng ta không biết cái chức năng này, chúng ta phải ngồi tính từng người, nghĩa là chúng ta cộng dồn từng người, sau đó chúng ta mới lấy số liệu đó chúng ta đưa qua bên đây, đúng chưa? Mình muốn đi làm, mình muốn, nghĩa là người sẽ muốn mình tổng hợp lúc nào cũng được đó, nhanh, rất là nhanh. Thầy làm lại mình nữa cho mọi người xem nhé. Rồi thầy làm sheet mới đi nha. Đầu tiên mình để con chọn ở sheet mới, được chưa? Rồi mình sẽ vào để con chọn sheet mới nha. Vào data consolidated. Rồi mình chọn xuống cái chỗ này nè. Mình sẽ chọn một dữ liệu. Giả sử bây giờ theo chức vụ đi nha. Mình vậy là cái chức vụ thì mình phải chọn từ chức vụ trở đi. Giả sử nếu mà muốn tính tổng tới đây thôi thì mình chọn tới đây, muốn tính tổng hết tới đây luôn. Nhưng cái nào là số nó mới tính được nha. Rồi lưu ý với một cái điều kiện, đó là tất cả những cái bảng này nó phải cấu trúc file giống nhau nha. Cấu trúc file khác nhau là cấu trúc các bảng khác nhau là không làm được luôn nha. Bấm, mọi người thấy là thầy bấm qua đây cái đấy nè, bấm đây cái, mọi người thấy nó tự động chuyển này luôn không? Tại vì tại sao mà nó tự động chuyển giống luôn? Tại vì tất cấu trúc của các file này nó giống nhau. Bấm S rồi đánh dấu vô, có dòng tiêu đề, có dòng cột bên trái, ok. Thấy tính tổng theo chức vụ không? Đó, mình đưa chọn đây, mình kéo lớn cột cho con, cái này kéo lớn cột cho con nhé. Thấy nhanh không? Đó, nó nhóm theo cho mình luôn nè, nó gọn lại cho mình luôn, không trùng lắp. Thấy chưa? Nhất là ai mà làm việc ví dụ như là nhập sản phẩm, xong là kêu hôm nay thấy tính tổng thành tiền mà nhập bán hàng trong ngày hôm nay theo loại, mà từ sáng giờ mình nhập cả mấy chục ngàn cái luôn, mà nhập đâu phải theo thứ tự đúng không? Mình cứ nhập đại vô. Bây giờ mình ngồi đó mình phải sắp xếp lại rồi mới làm cái thao tác là mình tính tổng theo nhóm đúng không? Thì ở đây không cần, chỉ cần ở đây đó. Nhớ nha, đây là một chức năng hay á, thì đa số là chúng ta hay làm thao tác này nhiều lắm. Chúng ta hay sợ là phải tính nhiều sheet lắm. Nên mà làm cái này trong vòng 1 chưa được 1 phút nữa. Rồi và đó thầy chỉ thêm cái phần chức hai chức năng, và là sub total, một cái là sub total nha, một cái là consolidated. Thì nếu mọi người không nhớ thì mọi người lại coi lại trên video này hoặc là sờ trên mạng nữa để hiểu kỹ hơn. Chức năng này là chức năng nâng cao á, trong môn tin học ứng dụng á. Rồi bây giờ nhiệm vụ mọi người thì bây giờ làm cái đề tiếp, còn cái phần đó thì mình mốt mình xuống.